ngày 18 tháng 12, thứ hai tuần 3 mùa vòng. Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse thuộc dòng dõi David. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đức công chính đã nảy mầm. Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse thuộc dòng dõi David. Tiên tri Jeremia nói: Đấng cứu thế sẽ xuất thân từ dòng dõi vua David như một mầm giống công chính của thời đại mới, thời đại cứu chuộc, và người sẽ là vua thống trị, sẽ là đấng khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Vâng, đức công chính của Thiên Chúa đã nảy mầm. Đó là Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse thuộc dòng dõi David. Thánh Giuse là người công chính, nên khi biết việc Maria bạn mình mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần như lời sứ thần báo, bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội, thì ông đã vâng ý Chúa, đón nhận bạn mình. Chúa Thánh Thần đã làm tất cả các việc để Chúa Giêsu làm người theo cách của Thiên Chúa công chính. Mẹ Maria kết trinh trọn đời, có Thánh Giuse công chính trọn đời. Thật khó hiểu, nhưng đó là bầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa. Ước gì các gia đình đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn mình, vào nhà mình, và xin người khai mở, tái lập một đời sống công chính ngay trong gia đình mình. Bây giờ các gia đình sẽ quyết tâm xóa bỏ cách sống bất chính, buông tuồng, và quyết tâm xây dựng một đời sống mới công chính. Tình yêu vợ chồng nên công chính là tình yêu không vương mùi tục lụy, là tình yêu chân thành, chung thủy, tinh khiết thanh cao, là tình yêu dám sống, dám chết cho nhau, và là tình yêu hướng đến đời sau vĩnh cửu. Bấy giờ, các gia đình sẽ ngộ ra rằng sống trong đức công chính là đích thực sống hạnh phúc bình an với Chúa Giêsu và với Thiên Chúa ngay hôm nay trong cuộc lữ hành trần thế này. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống công chính theo lời Chúa Giêsu, mầm giống công chính của Thiên Chúa. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người,
Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Trái tim có trái.